Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết bài có lẽ bên nhau là sai do chính mình biên đạo nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ vào buổi học đầu tiên rồi. Nào, buổi học đầu tiên nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi ok, chúng mình sẽ vào phần tổ hợp và động tác 1 này. Mở chân phải ra đồng thời hai ngón tay chụm vào nhau là chúng mình sẽ chỉ vào thái dương này, nhịp 1 này. 1, 2, 3, 4, nhịp 5, 6, 7, 8. Chúng mình sẽ đan chéo tay và kéo xuống này. 5, 6, giật xuống. 7, 8, giật tay xuống nhá. Đồng thời khi giật tay xuống thì mình sẽ đánh hông sang bên phải. Nào, 5, 6 này, 7, 8, nào, làm lại nào, 1, 2, 3, 4, kéo tay này, 5, 6, 7, 8, lần nữa, 2, 2, 3, 4, kéo tay đánh hông luôn, 5, 6, 7, 8, tiếp này, nhịp 3 này, mình sẽ lắm tay phải vào, tay trái mình sẽ xòe ra và ngang để ngang trước mặt này. 3, 2, giống như mình đang kéo cái sợi dây nhé, đang kéo sợi dây này. Nào, mở chân phải ra này. 3, 2, 3, 4, nắm tay vào, ngửa tay lên đánh được 1, 2, đánh 2 cái nhé. Nào, lại là 3, 2, 3, 4, đuổi bề. 5, 6, 7, 8, nhịp 4, 2, chúng mình sẽ uốn tạo sóng này. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tay uốn sóng của mình đi từ dưới đưa lên này. Đi từ dưới đưa lên nhé. Nào làm lại này. 3, 2, 3, 4. Tay trái của mình nhớ là để ngang trước mặt. Tay phải lắm tay vào, ngửa lắm tay lên đấm hai cái. Tiếp này. 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi ok, làm lại tổ hợp này nhá. 1, 2, 3, 4, kéo tay này. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, đánh hông này. 5, 6, 7, 8, quay mặt. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tạ sóng này. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, năm năm lần nữa nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quay mặt này. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sóng. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, và tổ hợp 1 mình sẽ lặp lại 2 lần. Lặp lại nhé. 5, 6, 7, vào. 1, 2, 3, kéo tay. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, kéo tay này. 5, 6, 7, quay mặt này. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 này. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lại nào. 1, 2, 3, kéo. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quay mặt này, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tạo sóng, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rồi ok, và vừa rồi mình đã làm xong tổ hợp 1, bây giờ chuyển sang tổ hợp 2 nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, tổ hợp 2 này, chúng mình sẽ đưa chân phải, mũi chân phải chống về phía trước, đồng thời một ngón tay trái mình đưa lên vẩy, vẩy về trước nhá. Nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp này, 2, 2, mở chân phải ra này, tay chắp vào này, đưa lên cao này,
2 hại 3 4 5 6 7 8. Khi mà mở hông phải ra, bên chân phải ra, chúng mình sẽ đánh hông phải sang bên phải. Nào, lại này. 1 2 3 4 5 6 7 mở chân này. 2 2 3 4 thu chân về trái về. 5 6 7 8 lại nào. 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Chắc tay nào và đưa lên cao nhá. Lại nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 lần nữa nè. 3 2 3 4 5 6 7 tay cao. 4 2 3 4 5 6 7 8. Rồi. Và tổ hợp tiếp theo. Tổ hợp thứ 3 này cũng tương tự giống như tổ hợp thứ 2, vẫn đưa tay và đưa chân lên này. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Tổ hợp thứ 3 này sẽ giống tổ hợp thứ 2, nhưng nhịp sau chúng mình sẽ vuốt ngực từ trên đi xuống nhé, chứ chúng mình không giơ tay cao nữa mà là vuốt ngực từ trên xuống. Nào. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mở chân phải ra. Đồng thời tay trái chúng mình xòe hết cỡ năm ngón này, vuốt từ ngực từ trên này đi xuống dưới này. 3 2 3 4 vẫn thu chân này. 5 6 7 8. Đó, lại nào. 1 2 3 4 5 6 7 mở này. 2 2 3 4 5 6 7 8. 3 2 3 4 5 6 7 vuốt ngực này. 5 4 2 3 4 5 6 7 8. Rồi lần này tổ hợp 3 lần nữa nhá. 1 2 3 4 5 6 7 vuốt này. 2 2 3 4 5 6 7 8. 3 2 3 4 5 6 7 vuốt này. 4 2 3 4 5 6 7 8. Rồi ok, chúng mình sẽ sang tập thứ tư này. Đấy này. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 lên. 3 2 3 4 5 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, nghiêng sang trái này. Đồng thời chân phải đưa lên, tay phải nắm vào đùi này. 1 2 3 4 đấm hai cái nhỉ. 1 2 3 4 xòe bàn tay ra. Chúng mình sẽ quay tay từ đằng sau về đằng trước này. 5 6 7 8 lần nữa này. 2 2 3 4 5 6 7 8 đổi bên. Đưa chân trái lên này. 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Rồi lần lại được không đây này. Đưa chân phải lên đấn này. 1 2 3 xoay này. 5 6 7 lần nữa. 2 2 3 4 5 6 7 đổi về. 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Ok, và tổ hợp tiếp theo chúng mình sẽ giơ tay trái ra này. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. 3 2 3 4 5 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7 8. Rồi mình chặn này. Tay trái mình sẽ đưa trước mặt này, mở chân phải ra và đánh nghiêng vai này. Một nghiêng là chống mũi chân trái này, chống gót chân này, chỉ chặn mũi chân nha. Một này, hai nghiêng người này, chúng mình sẽ nghiêng vai như này. Một, hai, ba, bốn, chống mũi chân trái. Năm, sáu, bảy,
8 tay phải lên trên ngực, tay trái ở dưới. 5, 6, 7, 8 đổ về. 2, 2, 3, 4 chống chân. 5, 6, 7, 8 tiếp này. 3, 2, 3 chống. 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3 chống. 5, 6, 7, 8. Chúng mình chú ý này, khi nghiêng vai bên nào thì chúng mình sẽ đưa tay về bên đấy. Đó, và chống chân lên nha. Lại này, 5, 6, 7, mở phải này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3 chống chân này. 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 chống chân. 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3 chống chân. 5, 6, 7, 8. Rồi, chúng mình chú ý này, chúng mình phải chống mũi chân lên thì mới làm chúng nghiêng được vai nhé. 1, 2, 3, chống chân. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, chống chân này. 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, chống chân. 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, chống chân. 5, 6, 7, 8. Rồi ok, vào thứ tiếp theo này. Thứ tiếp theo mình sẽ nhập lại của học đầu tiên này. Nào, 1, 2, 3, kéo này. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quay mặt này. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 này. 4, 2, 3, 4, 5, 6. Lại lần nữa là 1, 2, 3, kéo. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, kéo. 5, 6, 7, quay mặt này. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tạo sóng này. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, và tổ hợp tiếp theo nhé. Tổ hợp tiếp theo mình sẽ bức hình của chám này, chân phẳng lên trước này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, mình sẽ bước chân phải lên trước hình của chám này. Lên này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mở chân nhá, đánh hông vào bên trái này. Vuốt từ trên xuống này. 2, 2, 3, 4, vuốt lên này. Tay này, trụ chân vào, hai tay vuốt vào vai. 5, 6, 7, 8. Lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuốt này. 2, 2, 3, 4, trụ chân. 5, 6, 7. Nữa. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuốt này. 4, 2, 3, 4. Lần này trụ chân vào, vuốt tay ra. 5, 6, 7, 8. Rồi, làm lại tổ hợp này nào. Lên này. Tổ hợp này chúng mình sẽ bước chân chậm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuốt này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuốt. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi ok, và tổ hợp tiếp theo. Tổ hợp tiếp theo mình sẽ nhập lại tổ hợp đầu tiên này nhá. 1, 2, 3, kéo này. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, kéo này. 5, 6, 7, quay mặt. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 này. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và gần cuối là tổ hợp này mình chỉ làm một lần thôi nhá. Lại nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quay lại, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng mình nhớ là tổ hợp này chỉ làm lại một lần nhé, làm một lần thôi. Và tổ hợp cuối cùng này, và cuối cùng mình sẽ lặp lại cái tổ hợp đấm và đùi này. 1, 2, 3, quay này. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi bên. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiếp này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn xong chi tiết bài có lẽ bên nhau là sai rồi đấy. Chúc các bạn thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.